Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Vị trí thành Barbara là một trong những thành phố xinh đẹp nhất trên thế giới, với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, có cả núi non và bờ biển. Thành phố cổ kính này có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của một sinh viên với các khu mua sắm, nhà hàng, nhà hát, viện bảo tàng, v.v. Mặc dù vậy, vẫn giữ được bầu không khí êm đềm của một thành phố nhỏ, thu hút rất nhiều người đến sinh sống, từ sinh viên đến những người lướt sóng, từ những người về hưu đến các ngôi sao điện ảnh. Trường cao đẳng Santa Barbara được gọi tắt là SBCC. Trường được thành lập năm 1909 và được đánh giá là một trong những trường cao đẳng 2 năm hàng đầu tại tiểu bang California cũng như tại Mỹ. Cung cấp rất nhiều chương trình cho sinh viên lựa chọn, một số chuyên ngành đào tạo của trường như là nghệ thuật, khoa học biển, kinh doanh quốc tế, marketing, tài chính, truyền thông, công nghệ và điện tử, mạng máy tính, v.v. Và để cập nhật những thông tin mới về chương trình học cũng như thủ tục nhập học hồ sơ tại Mỹ như thế nào, các bạn hãy liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để nhận được sự hỗ trợ qua hotline 0996277629 và 0166515721. Các trường đại học chuyển tiếp, sinh viên tốt nghiệp trường có thể chuyển tiếp vào năm thứ 3 tại các trường đại học hàng đầu của bang California cũng như các tiểu bang khác trên đất nước Mỹ. Thành phố cổ kính này có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của một sinh viên. Về cơ sở vật chất tại nhà trường tạo điều kiện học tập tốt cho sinh viên, trường có thư viện, dịch vụ ăn uống ban ngày và buổi tối, phòng học máy tính, cửa hàng sách, quà tặng, phòng y tế sinh viên, trung tâm huấn nghiệp, phòng tập bóng rổ, đường chạy điền kinh, sân bóng đá, nhà hát, v.v. Điều đặc biệt của Santa Barbara là một trong những thành phố đẹp nhất ở Hoa Kỳ. Đại học California cũng nằm cạnh thành phố, do đó khu vực này có số lượng sinh viên rất lớn và môi trường học tập vì thế cũng hết sức náo nhiệt. Không những thế, cao đẳng Santa Barbara là một trường có uy tín trong việc đào tạo sinh viên chuyển tiếp học lên các trường đại học tại Hoa Kỳ. Số lượng nhà ở tại thành phố này rất hạn chế và giá cả cũng rất cao. Điều này có nghĩa rằng sinh viên thường gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở và phải chịu tiền thuê nhà khá đắt đỏ. Dự kiến tiền thuê nhà ít nhất là từ 700 đến 1.000 đô một tháng. Khu viên trường cao đẳng không có ký túc xá, nhưng trường có thể cung cấp cho các bạn thông tin về dịch vụ nhà ở và thu xếp chỗ ở trong thời gian ngắn sau khi bạn đến, là một nơi lý tưởng cho việc đi bộ. Rất nhiều sinh viên lựa chọn đi xe đạp tới trường. Ngoài ra, đi xe buýt cũng rất thuận tiện. Có thể một chiếc xe ô tô sẽ rất thuận tiện cho việc đi lại bên ngoài thành phố. Nhưng thật sự, học tập tại trường Santa Barbara thì bạn không cần thiết phải có ô tô, vì trường có một sân bay nhỏ cho các chuyến bay nội địa đến các thành phố như là San Francisco. Ngoài ra còn có một chuyến tàu dừng tại trung tâm thành phố. Khi cần được hỗ trợ về thủ tục hồ sơ du học các nước, điều kiện nhập học của các trường, các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường ở Mỹ, Úc hay Singapore, v.v. Tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 và 0166515721. Hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Thì nhiều bạn lo ngại cái quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ thì có khó hay không? Thì để giải đáp cho câu hỏi này, chúng ta cùng trò chuyện với em Xuân, vừa nhận được visa du học Mỹ trong buổi sáng ngày hôm nay, và cùng trò chuyện với Xuân để tìm hiểu quá trình làm hồ sơ của Xuân thì như thế nào nhé. À, chào Xuân. Dạ, chào chị, cũng chào các bạn. Em có thể chia sẻ cái cảm giác của em khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Dạ, khi nhận được visa du học Mỹ thì em cảm thấy là rất là vui, bởi vì em đã đặt niềm tin, có nghĩa là đây là cái ngành mà em mong muốn mình đi học đó, để sau này để về cũng như là phát triển sự nghiệp của ba mẹ em. Nên là em cảm thấy là khi mà được visa em cảm thấy nó vui, như vợ ò trong toàn sự. À, qua Mỹ mình sẽ học ngành gì em? Dạ, khi mà qua Mỹ thì em học ngành quản trị kinh doanh như vậy. Ở trường nào? À, trường Wilson College. À, khi mà làm hồ sơ ở Tân Đại Dương á, thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Thì khi làm hồ sơ bên Tân Đại Dương á, thì em cảm thấy dịch vụ ở Tân Đại Dương rất là tốt. Thì khi mà em tới đây, biết tới Tân Đại Dương, em tới để làm hồ sơ thì chị Thúy là người để là chuyên viên tư vấn cho em, thì chị đã tận tình giúp đỡ em bên khâu điền form rồi nộp ngày hẹn ngày phỏng vấn cho em. Nói chung là chị tận tình
chỉ cho em mọi từng ly từng tí, cũng như là anh Khôi, người đã dạy em phỏng vấn, anh sửa bài cho em rất là nhiều, ngày nào anh cũng sửa bài rồi anh chỉ em là phải nói như thế này thế kia, rồi anh bảo anh cái người mà dạy tâm lý nói là em phải vô tòa lãnh sự là em không được run, không phải đó, mình lãnh sự không có gì để em phải sợ hết, nó phải tự tin rồi mình tự tin mình mới được nhận được visa. Thì em cảm ơn các anh chị ở Tâm Đại Dương rất nhiều, em cảm thấy dịch vụ ở đây rất là tốt. Qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tâm Đại Dương? Thì bởi vì cái du học Mỹ đó là một niềm mơ ước của em nên là em lựa chọn rất là kỹ, em lên mạng rất tìm hiểu rất là nhiều, em biết đến dịch vụ của Tân Đại Dương mà cũng coi mấy cái chia sẻ của các bạn ở trên internet, YouTube đó, thì em thấy em coi thì em mới biết đến Tân Đại Dương, thì em có liên lạc tới công ty và gặp được chị Thúy, thì chị là em thì em tự xin E20 nên là khi đó thì em cũng tới nói với chị Thúy, thì chị cũng tận tình hỏi giúp trường cho em, rồi khi mà em nhờ công ty xin visa thì chị cũng giúp em rất là tận tình. Cái sở thích cá nhân của Sơn thì như là chia sẻ với các bạn chút xíu. Thì em thì con gái mà thường thường thích thì thời trang, thấy túi thích túi xách đồ, mấy cái đồ như vậy. Cái dự định trong tương lai của mình thì như thế nào? Thì do ba mẹ em có là kinh doanh nên là em muốn học qua Mỹ, em học quản trị kinh doanh thật là tốt để sau này về Việt Nam cũng như giúp ba mẹ em phát triển cái sự nghiệp của ba mẹ. Chị cảm ơn em chia sẻ của Sơn ha. Dạ. Thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc em qua Mỹ học tập thật tốt ha. Dạ, cảm ơn chị. Cũng mong công ty cứ ngày càng phát triển hơn và em mong là công ty có thể giúp được nhiều bạn đạt visa du học Mỹ như em. Thì em cảm ơn rất là nhiều. Tân Đại Dương hy vọng với những chia sẻ của Xuân thì các bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa sẽ có thêm phần tự tin và phỏng vấn tốt cho cái cuộc phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình.